Dạ, quyển sách của anh đây ạ. Vâng, cảm ơn chị. Còn gì nữa không anh? Không. Tôi muốn nói với chị một câu, có được không ạ? Vâng. Nhưng có chuyện gì thế ạ? Không hiểu sao tôi thích nhìn ngắm chị. Xin lỗi anh, tôi đang rất bận. Này chị, có thể tôi nói không phải. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người đàn ông có những suy nghĩ giống tôi, nhưng họ đã không nói ra. Xin lỗi anh, tôi không nghĩ mình như vậy. Đừng lúng túng thế, chị mà càng lúng túng người khác càng bị cuốn vào thêm. Đến bao giờ thế? Vào đây. Đến một lúc rồi. Hôm nay mày không phải dậy à? Không, được nghỉ tiết cuối. Chào anh ạ. Chào chị, xin lỗi chị. Này, ai đấy? À, độc giả bình thường ấy mà. Độc giả bình thường mà anh chị nói chuyện tình cảm thế à? Này, quên mất nội quy à? Bị điên à? Thế đến đây chơi hay có việc gì đấy? Tất nhiên là có chuyện rồi. Này, sắp nghỉ chưa? 15 phút nữa. Để tao nhờ người khác trực vậy. Mày xuống dưới kia ngồi đợi tao một lát nhá. Ừ. Lan ơi, chị có bạn đến, em trực hộ chị một lúc nhá. Vâng, chị cứ đi đi. Ừ. Làng tao như vừa trải qua một cơn hồng thủy. Nhiều nhà nháo nhác tìm đường kiếm sống, chứ không trông chờ vào mảnh đất trồng hoa màu nữa. Cũng khá bế tắc mày ạ. Mày làm sao thế? Không, tao vẫn đang nghe mày nói đi chứ. Mà thôi, ở đây nói chuyện không tiện đâu. Đi ra ngoài kia đi. Đi. Này, mày đừng giận anh Vĩnh nhà tao nhá. Anh ấy có cái khó của anh ấy mà. Mày tưởng dân làng tao tin vào sự to mồm của báo chí lắm hả? Tin vừa thôi nhá, kêu cho bỏ tức, chứ biết làm sao mà chống lại được với trời. Trời nào? Tại con người cả đi chứ. Thì phải đổ tại trời để an ủi bản thân. Phải a quy mà sống chứ. À, dạo này chàng Vĩnh nhà mày thế nào? Làm việc, sống vui vẻ với hai mẹ con tao. Mà sao tự dưng hôm nay mày lại hỏi như thế? Hỏi chồng mày một chút không được hay sao? Từ trước đến nay có bao giờ mày hỏi như vậy đâu. Thì bây giờ hỏi thăm một chút không được hay sao? Này nhá, bây giờ đàn ông phải được quan tâm triệt để. Không cẩn thận mất chồng như chơi đấy. Mày là chỉ có lắm chuyện thôi. Tao á, tao thấy là cái gì càng cố giữ thì lại càng dễ mất. Thế mày có tin là... Sao? Có chuyện gì thế? Không, tao chỉ muốn nói là mày đừng có dễ tính như thế. Điều anh vừa nói đúng là đã tồn tại trong một thời gian dài. Dường như người ta muốn hiện đại hóa, chính trị hóa lịch sử, vận dụng giáo điều công thức, các nguyên lý duy vật vào nghiên cứu để minh họa cho những sơ đồ sẵn có. Vâng, và như thế là hạ thấp vai trò khách quan của khoa học lịch sử xuống tầm minh họa và hạn chế sự sáng tạo độc lập của nhà nghiên cứu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự đơn giản trên, nhưng có lẽ cần lưu ý đến ảnh hưởng của khuynh hướng sử học bao cấp, để lại những dị tật khá nặng nề. Cách nhìn phiến diện từ một phát hiện cá nhân dẫn đến sự đánh giá trong sách giáo khoa cho học trò. Cũng may là mấy năm trở lại gần đây, cái không khí cởi mở ở các viện, các trường, các nhà nghiên cứu và các giáo sư đã có thể cởi trói để tiếp cận với các nghiên cứu một cách độc lập và thực tế hơn. Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề bức xúc của các sử gia vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Họ mãi quan tâm đến mở cửa, hội nhập tức thì. Nói ra thì nhiều chuyện buồn lắm. Thế theo thầy thì sự khác biệt nào về lịch sử đáng chú ý nhất hiện nay ạ? Đương nhiên,
đó là việc người ta dẫn dắt đánh giá lại nhà Nguyễn. Trước đây nhà Nguyễn bị bắt chết vì tội cõng rắn cắn gà nhà. Đó là cách nhìn nặng nề phủ định. Trong thời đại của mình, nhà Nguyễn đã góp phần hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước mà các triều đại trước đã đặt nền móng. Chính sách cho các gia đình khai hoang được chiếm làm tư điền ở Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long đã thúc đẩy công thương nghiệp phát triển rất nhiều. Sau thế kỷ 16, Hội An, Thanh Hà, Gia Định sầm uất được như vậy không thể không kể đến công lao của cải cách Gia Long, nhất là Minh Mạng. Để xây dựng nhà nước tập quyền trung ương, Minh Mạng đã có những biện pháp hành chính hợp lý, bỏ cấp trấn Bắc Thành và Gia Định Thành, chia 30 tỉnh. Công cuộc khẩn hoang của Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, Bộ Quốc Sử của Quốc Sử Quán đều là những di sản lớn của thời kỳ này để lại. Vâng. Em có đọc một tài liệu nói rằng thế này. Năm 1839, Việt Nam có mua một con tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên. Sau đó là ba con thuyền khác có tên là Yến Phi, Vũ Phi và Hương Phi. Cái đáng lưu ý là ngay cả người Pháp cho đến trước năm 1816 vẫn chưa dùng loại tàu hơi nước chạy cho việc thương mại. Mà mãi đến cuối thập niên 1820, các hạm đội Anh Pháp mới đặt hàng mua tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên. Tôi cũng đã tham khảo tài liệu này rồi. Nguyễn Ánh trong khi lợi dụng người Pháp chống lại quân Tây Sơn đã tranh thủ các kỹ thuật mới và chia sẻ kỹ thuật tác chiến của quân thủy bộ, cách xây dựng đồn lũy của người châu Âu. Các công nghệ châu Âu trong việc đắp đồn lũy, đóng tàu suốt mấy thập niên cuối thế kỷ 18 đã được áp dụng trong một thời gian dài trong lịch sử Việt Nam. Do vậy, việc xây thành và đóng tàu không chỉ là chính sách thời chiến của nhà Nguyễn, mà nó còn tồn tại liên tục trong ba triều đại vua đầu tiên. Chính sách của nhà Nguyễn không phải là bác bỏ kỹ thuật nước ngoài, mà thực chất là đón nhận chúng một cách rộng rãi. Vua Minh Mạng cũng không đi ngược lại chính sách đó, mà ông còn nỗ lực ra nước ngoài để mua hàng hóa và kỹ thuật. Thế nhưng mặt khác, Gia Long và Minh Mạng đã nhận thức rất rõ về các đe dọa từ phương Tây và làm mọi cách hết sức để gạt bỏ ảnh hưởng chính trị của phương Tây ra khỏi đất nước. Mà sự thù địch với Thiên Chúa Giáo là một ví dụ. Đúng vậy. Nhà Nguyễn vừa muốn duy trì sự độc lập giữa một châu Á đang sụp đổ dưới sức nặng bành trướng của châu Âu, lại vừa muốn cởi mở ra bên ngoài. Em có nghe sinh thời nhà sử học Trần Huy Liệu nhận xét về một tác phẩm của người khác mới được công bố rằng đánh giá Tây Sơn có công thống nhất đất nước, tôi thấy nó miễn cưỡng thế nào. Phải, phải. Nhưng cũng chỉ là sự bày tỏ miệng về một cách nhìn. Hơn thế là một xu hướng sử dụng sử học như một công cụ cho mục đích gần. Bây giờ cần phải có các công trình, các cuộc lần tìm, đào bới cổ sử, cận đại để phát hiện các giá trị đã bị chôn vùi. Thế còn việc nghiên cứu bản sắc dân tộc thì sao ạ? Cái này có lẽ cũng nên bàn lại chút ít. Chúng ta thường lấy văn hóa làng xã là tinh hoa của nền văn hóa Việt. Liệu sự thật đó diễn ra như thế nào thì còn phải bàn, mà phải bàn nhiều đấy. À mà thôi. Này, hôm nay anh khai thác tôi hơi nhiều đấy. Dạ. Để hôm khác nhá. Vấn đề này á, nói bao nhiêu cũng không thỏa, nhất là cái loại hay bắt bẻ như anh. Dạ vâng. Thầy ơi, em định viết buổi trao đổi hôm nay thành bài phỏng vấn thầy. Thầy đồng ý chưa ạ? Anh này láu cá thật. Để tôi xả ra hết anh mới đặt vấn đề. Mà thôi cũng được. Dạ. Nhưng mà này, liệu viết như thế nào để người ta chấp nhận được thì viết. Vâng ạ. Những nhà sử học như chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Hmm.
Này, lục lọi cái gì đấy? Có gì đâu ạ. Sao cẩu đầu chảm ghê thế? Tôi mà không cẩu đầu chảm các ông ấy, thì chính tôi bị người khác cẩu đầu chảm đấy. Trên đe dưới búa, thông cảm nhé. Miễn là không phải bài của em là được. Này. Dạ. Bài về vụ tai nạn giao thông vừa qua, mong viết về việc người ta cố tình làm sai lệch hồ sơ để chạy tội cho kẻ gây tai nạn. Phải cắt đi phần cuối để tổng biên tập cho qua. Thông cảm nhé. Thế thì còn gì là bài viết nữa? Tất cả chức năng nằm ở cuối bài. Ông đi mà kiện ông Lập. Thế cái chức trưởng ban của bác cho phản vệ nó khắp à? Ông là người thông minh sắc sảo mà lại hỏi tôi câu hỏi ấy à? Thôi được, em muốn biết chính kiến của bác. Chính kiến của tôi xếp sau mấy hàng chính kiến của tờ báo và của tổng biên tập đôi khi chẳng có giá trị gì đâu. Thế thì lần sau bác nên cho em biết sớm những việc đại loại như thế này. Có những bài báo hoặc là đăng cả, hoặc là bỏ đi thì hơn. Em là em chúa ghét những việc nửa vời. Đồng ý. Thế nhưng tôi cũng khuyên ông nên kiếm nghề khác làm là vừa đấy. Này bác ơi. Cái gì đấy? Một công ty vận tải tàu biển kiện một kẻ chiếm dụng vốn không chịu trả họ. Họ đang nhờ báo chí lên tiếng giúp họ đấy. Họ gửi tới báo ta? Họ là người quen của em, cầm đến tòa soạn đưa cho em. Anh có đồng ý cho em tham gia vụ này không ạ? Mọi khi ông vẫn tự tìm đề tài để viết, sao bỗng dưng hôm nay lại hỏi ý kiến tôi? Em sợ trách nhiệm. Em có cảm giác vụ này không đơn giản là vụ kiện cáo bình thường nhá. Thôi được, ông làm đi. Nhớ là đừng quá đà đi nhá. Khánh ơi, lại đây anh bảo. Dạ. Có việc gì à anh? Em vào đây. Tôi muốn trao đổi với em bài viết về chương trình Gala Cười. Dạ, không được à anh? Được, nhưng vẫn phải sửa chữa lại đôi chút. Đây, em đọc đi. Dạ vâng. Sao? Tôi cắt gọt lại như vậy có được không? Em thấy ngắn gọn và hay hơn nhiều anh ạ. Nhưng mà ở nơi khác người ta sẽ cắt ít hơn. À, để dôi chữ hay là tăng tiền nhuận bút chứ gì. Sau này em có thể chọn cách làm giống tôi hay như của những người kia, tùy. Còn bây giờ tôi yêu cầu em làm theo cách này. Đồng ý chứ? Đương nhiên là em sẽ làm theo cách mà anh dạy bảo em rồi. Đừng có nói là dạy bảo. Tôi dị ứng với hai chữ này lắm. Đơn giản chỉ là sự chia sẻ cách nghĩ và cách làm của tôi thôi. Nhưng mà anh ơi. Sao? Em muốn thử sức ở cả loại bài khác nữa. Nhưng em cứ nói tiếp đi. Em chưa biết phải bắt đầu từ đâu ạ. Nhưng thực sự là em quan tâm đến chuyện gì nhất ở trong xã hội này? Em cũng chẳng biết nữa.
những chỗ thanh niên hay vui chơi như vũ trường này, tụ điểm ca nhạc thì em chẳng có tiền mà vào. Đi đâu nhở? Đôi khi rảnh rỗi chỉ lang thang ra chợ, cũng chỉ là ngó nghiêng nhìn các bà, các cô, họ ăn quà kinh khủng. Sẵn tiền, sẵn thời gian nên cố đầu niên này, nhãn đầu mùa, họ gọi vào thử hết. Lúc nào cũng thủ sẵn cái cân ở trong người nên chả sợ bị cân điêu anh ạ. Chả trách eo của các bà ấy cứ to như là bánh mì. Câu chuyện của em hay đấy nhỉ. Này, tại sao mình không bắt đầu từ cái góc nhìn ấy nhỉ? Ví dụ như là một bài phỏng vấn các bà cho chuyên mục gặp gỡ của tờ báo mình. Nhưng biết hỏi chuyện gì à anh? Ai cũng có những cái khúc mắc riêng của họ. Mình cứ la cà hỏi han như là một khách mua hàng hay chuyện. Ban đầu thì có thể là quá sức em, nhưng mạnh dạn lên, làm thật kỹ vào. Đừng có quan tâm đến chuyện có đăng được hay không. Em nên nhớ là loại đề tài này sẽ không có giấy mời hay giấy giới thiệu nào cả. Mình phải tự xoay sở lấy. Em làm được chứ? Được ạ, em sẽ thử. Không phải là thử mà làm thực sự. Cho tôi thử với. Đang in dấu ấn nghề nghiệp lên thế hệ trẻ hả? Có chuyện gì thế? Tình cờ đi qua thôi. Có rỗi không? Đi làm vài vại bia đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Thôi, tôi bận lắm. Lúc khác nhé. Chán quá. Hôm nay rủ ai cũng không được. Thôi, tôi đi với đám khác vậy. Bye ông nhá. Anh đi nhá. Anh Sắc này với chú Đôn em giống hệt nhau anh nhỉ? Cứ luôn gây cảm giác sợ sợ thế nào ấy. Họ sinh động đấy chứ. Sinh động đến mức khó nắm bắt. À anh Vĩnh này, em vừa nhận được nhuận bút bài báo đầu tiên. Anh đi uống với em một ly cà phê được không? Đừng sợ em hối lộ hay lấy lòng trưởng ban. Chắc anh cũng cảm nhận được điều gì xảy ra khi cầm những đồng nhuận bút đầu tiên rồi chứ. Em chẳng có ai hiểu mình để chia sẻ điều này cả. Thôi được. Đằng nào sáng nay anh cũng chưa uống cà phê. Nhưng mà gần đây thôi nhé. Em xuống cổng chờ anh nhé. Em muốn hỏi anh chuyện này, em sẽ trả lời chứ? Được thôi, trừ chuyện báo chí và chuyện ở tòa soạn. Trước khi lấy vợ, anh có yêu nhiều không? Thế em nhìn anh có vẻ là kẻ hủy diệt đàn bà lắm à? Em đoán thế. Lần đầu tiên có người nói anh như vậy đấy. Kể ra được như vậy thì cũng tự hào ra phết. Anh đừng vờ vịt nữa. Tuy em thua anh nhiều tuổi, nhưng đâu còn là trẻ con, mà anh cứ coi em như con nhóc thế. Nếu trong cư xử có gì không phải thì anh xin lỗi. Nhưng quả thực là anh không nghĩ em như vậy đâu. Em uống nước đi. Ngày trước em cũng yêu một người rất giống anh, cũng vẻ mặt lơ đãng như không để ý đến ai, cũng hững hờ lảng tránh làm người khác phát điên lên. Rồi sao nữa? Chả sao cả, chúng em chia tay rồi. Cứ mỗi lần nhìn anh em lại nhớ đến anh ấy. Nhưng vì sao phải chia tay? Không yêu nhau nữa à? Phải chạy theo anh ấy, em thấy mệt. Hay là anh vẫn chưa có tình cảm thực sự đối với em? Không hẳn thế. Có những loại người làm gì, nghĩ gì cũng lừng khừng, hình như không có một chút nhiệt thành nào ở họ cả. Họ chỉ giật mình khi bị mất gì đó.
tôi chết. Anh thấy mình ở nhóm nguy cơ cao khi em khắc họa chân dung. Không, nhưng anh khắc hơn một tí. Một tí thôi, nhưng cũng đủ để làm anh sinh động hơn. Đàn bà dễ bị hút về phía anh lắm. Anh có nhiều thói tật lắm, em không biết được đâu. Vợ anh nhịn anh như nhịn cơm sống ấy. Em biết, đàn bà nhịn chồng là lẽ thường. Nếu có chồng, em cũng thế thôi. Nhưng quan trọng là chị ấy có chia sẻ được với anh không mới là điều đáng nói chứ. Thôi, có lẽ anh phải về cơ quan giải quyết nốt một số công việc nữa. Thế nhá. Đưa cho em thì là. Đưa em thì là cơ mà. Sao lại đưa anh? Tráng trứng mà cũng cho thì là. Bao nhiêu lần dán trứng thịt em lại cho thì là. Anh ăn mà không biết à? Khi ăn thì còn nghĩ gì nữa. Đây là thói quen của mẹ em đấy. Bà bảo cho thì là và trứng rán sẽ giống chả dươi, ăn sẽ thơm hơn. Này em ơi, phần việc của anh xong rồi đấy nhá. À, anh ơi. Hả? Dạo này ở báo anh có các cháu về thực tập không đấy? À, có đấy. Bạn anh cũng gửi anh một đứa cháu tên là Khánh. Con bé được cái thông minh, nhưng phải cái hay mơ mộng hão huyền lắm. Mơ mộng? Hợp với anh quá còn gì nữa. À, ghen đấy hả? Lâu lâu mới thấy cậu ghen, tớ cũng thấy tình thích. Còn lâu nhá, chúng nó trẻ, nhưng chưa chắc đã đậm đà bằng em đâu đấy. À, kiều nhỉ. Chính anh nói, phụ nữ đẹp nhất ở tuổi 30, em 34, không đẹp nhất thì cũng loanh quanh đâu đó. Tự tin quá nhỉ. Chứ này, còn gì nữa. Hay là có anh nào đang để ý tán tỉnh đấy? Này, nhiều, đủ loại. Anh mà lơ mơ là mất như chơi đấy nhá. Ôi, mình cũng có cơ may đến thế cơ à. À, anh ơi. Hả? Lên bảo con nó tắm rồi còn ăn cơm. Đi, à, ừ nhỉ. Nhanh lên. Tú ơi. Tú ơi, mở cửa cho bố nào. Tú. Con ơi. Mẹ bảo con xuống tắm rửa, thay quần áo rồi ăn cơm. Đi. Con đang làm dở bài toán. Bố mẹ cứ ăn trước đi. Con này, con. Học cả ngày ở trường đã mệt rồi. Bây giờ về nhà tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Rồi tí mình học tiếp. Nhá. Nhưng mà cô giáo bảo là sắp đến đợt kiểm tra định kỳ, nên cô cho nhiều bài về nhà lắm. Cô còn cho mấy bài toán nâng cao về làm cho quen. Mãi mà còn chưa làm được. Đâu, đưa bố xem nào. Bố thấy con cứ học đúng chương trình là được. Học nâng cao làm cái gì? Lúc nào bố cũng nói thế. Không học làm sao mà thi được. Bố giả con đấy. À mà bố ơi, hôm nay lớp con có mấy đứa bị trấn lột giày đấy. Hả? Ai làm chuyện đó? Thì mấy đứa ngoài đường phố chứ còn ai. Bọn nó vào trường lúc đang giải lao. Nó còn bắt mấy đứa con trai phải cởi giày đưa cho chúng nó cơ. Thế các bạn có đưa không? Có chứ, không đưa mà được à. Này, ở sân trường lúc đó có các bạn khác không? Có, nhưng chả ai dám làm gì cả. Sợ chúng nó lắm. Các bạn trai cũng vậy à? Vâng, ai dám dây với bọn càn quấy. Bố thì bố không chịu như thế đâu. Nếu thế thì bố đánh nhau à? Không, bố không khuyến khích đánh nhau. Nhưng con người ta có quyền tự vệ. Nhất là không được tỏ ra hèn nhát trước hành vi ngạo ngược của kẻ vô lại. Này con. Con. Dạ. Nhưng mà chẳng nhẽ không còn cách nào khác à? Ví dụ như gọi bảo vệ,
Hoặc là bọn con cùng lên tiếng xem chúng nó có dám làm gì không. Bọn con đông hơn chúng nó cơ mà. Bọn con cũng đã tính rồi, nhưng mà sợ lắm, nhỡ ra ngoài đường chúng nó trả thù thì sao? Lúc đấy ai bảo vệ bọn con? Alo, Vĩnh nghe đây. Chào anh, em Khánh đây ạ. Chào em, có việc gì thế em? Hình như anh đang bận, em có làm phiền anh không ạ? Không sao, có việc gì em cứ nói đi. Em đang chọn đề tài để làm luận văn, phân vân quá nên muốn hỏi ý kiến anh ạ. Thế thì em hỏi nhầm địa chỉ rồi em ơi. Thứ nhất, anh chưa hề học qua trường báo chí nào cả. Anh là báo tay ngang. Thứ hai, anh là một kẻ bất trường quy, làm theo anh chỉ tổ hỏng việc của em thôi. Nhưng anh là người có bản sắc, em cần cái đó. Đã là bản sắc thì làm sao mà cho em được. Nhưng thôi, để anh nghĩ rồi sẽ nói với em sau. Thế nhé. Nói đi em. Em nào mà nghe ngọt ngào thế. Cô sinh viên mới về thực tập ở báo anh ấy mà. Cô hỏi ý kiến về chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp. Cô Khánh mộng mơ phải không? Ừ, đúng rồi. Mà em có vẻ nắm chắc danh sách đồng nghiệp của anh ở báo quá đấy nhỉ? Thế mà bảo không ghen. Tại anh kể với em đi chứ. Thôi vậy, từ giờ em sẽ không hỏi nữa. À, Trâm ơi, anh bảo này, em cứ đi ngủ trước đi nhá. Để anh viết nốt vài dòng nữa anh sẽ đóng máy nhá. Em đã đề ra nội quy rồi. Ông muốn đi đâu thì đi, nhưng phải về nhà trước 7 giờ tối. Không ông đâu biết gì hết. Đúng rồi. Này, một tuần phải nộp thuế cho em 3 lần. Này, thế có thực hiện đúng không? Sao lại không đúng? Không nghiêm chỉnh không được với em ấy chứ. À thế à. Còn giờ anh chính thì sao? Ai dám chắc? Anh nhà chị làm việc suốt 8 tiếng. Ở cơ quan thì có cơ quan giữ, mà em vẫn duy trì chế độ gọi điện kiểm tra thường xuyên ấy. Này, liệu ông ấy có nổi khùng lên không? Sao lại nổi khùng với em? Em giữ là giữ cho gia đình anh ấy đang ở trong đấy, chứ đâu phải giữ cho mình em. Em thì em chịu thôi. Không làm được như chị, làm như thế ông ấy ghét mình có ngày. Làm thế em chỉ quản được những gì em nhìn thấy, còn cái đầu ông ấy nghĩ gì thì làm sao em biết được. Em chỉ cần nắm được những gì em nhìn thấy em biết, còn cái đầu ông nghĩ gì thì nghĩ, chả quan trọng. Ông Vĩnh ơi! Ông Vĩnh! Tình hình bài viết của tôi như thế nào rồi? Tôi đọc rồi, có mấy vấn đề phải sửa. Lát mày lên phòng tôi nhá. Biết ngay mà, bài của mình lần nào gửi lên cũng có vấn đề cần chỉnh sửa. Có việc gì thế em? Thằng trai lúc nào cũng như thánh tướng. Em thấy ông ấy làm việc công bằng cũng nghiêm túc đấy chứ chị. Mày thì biết cái gì. Thôi, kệ nó em ạ. Mời vào. Anh cho gọi tôi phải không ạ? Tôi muốn trao đổi với anh về bài phỏng vấn giáo sư Đức. Ngồi đi. Dạ, có vấn đề gì ạ? Tôi còn đang phân vân về việc anh nêu lên trong bài phỏng vấn. Có nên đặt vấn đề to tát về việc phải xem xét lại những vấn đề lịch sử. Tôi có đặt vấn đề gì đâu, mà là các nhà sử gia đấy chứ ạ. Tôi chỉ là người phỏng vấn họ rồi viết lại thôi ạ. Nhưng những vấn đề này thì người ta còn đang tranh luận, mà đã ra ngô ra khoai gì đâu mà đưa lên báo. Thì tôi cũng phản ánh thực trạng của cuộc tranh luận đó thôi mà. Nhưng đọc bài của anh, người ta không nghĩ như vậy, mà gần như là kết luận
mà độc giả có nhiều trình độ khác nhau. Người ta ngộ nhận thì không hay. Bà nói ngộ nhận thì ngại gì hả anh? Người ta ngộ nhận thì mình nói lại cho họ hay. Thế anh cho rằng tờ báo của ta chỉ làm mỗi một việc là suốt ngày đi thanh minh thôi à? Theo tôi đó không phải là thanh minh, mà là tranh luận cởi mở. Mọi người đều có quyền phát biểu ý kiến của mình. Ý định của tôi là tạo ra một diễn đàn để cho mọi người được trình bày quan điểm của họ. Không được, không được. Tôi tưởng anh chỉ làm bài phỏng vấn trên báo. Chứ nếu đưa bài báo lên như một diễn đàn trên mặt báo là không nên. Anh nên tỉnh táo. Nếu một khi diễn đàn đó vượt khỏi tầm kiểm soát của anh thì anh tính sao? Không được, không được đâu. Theo tôi thì anh nên dừng lại. Chờ một dịp khác. Gửi anh. Vâng, tùy anh. Uống nước đã. Thôi cảm ơn anh, tôi phải đi có việc. Này, sao thế? Bị trả lại bài à? Bảo để nghiên cứu, với lại cân nhắc thêm. Thế có nghĩa là toi rồi. Bài của ban tôi dạo này liên tục bị rớt đài. Chả hiểu ông Tổng nghĩ gì nữa. Nghĩ đến bốn cái chân ghế chứ còn nghĩ đến cái gì nữa. Tôi không hiểu cái ghế có cái gì hấp dẫn mà nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp của mình thế nhỉ? Thì ông cứ ngồi vào, ông sẽ rõ ngay mà. Hả? tôi đùa thôi. Cái tạc ông cũng không hợp với nó đâu. À này, ông Vĩ ơi. Từ sáng đến giờ đã cà phê cà pháo gì chưa? Hả? Tâm trạng này cũng không viết được cái gì đâu. Thôi đi. Đi nào. Thì đi. Làm mãi cũng thế. Kiểu này tôi phải chơi trò tu hú đẻ nhờ. Vào đi ông ơi. Cà phê nhá. Cho hai cappuccino em ơi. Dạ vâng ạ. Ông nên nhớ, những người như ông Lập ấy, rất biết từng bước chân của ông ấy được đặt lên đến đâu. Có thể tính toán từng cm ấy chứ. Ông ấy có khôn mà không có ngoan. Việc em rung chân dài, quá non tay. Chẳng qua là ông ấy không còn đường lùi thôi. Nếu không làm theo nguyện vọng của em Dung thì mọi chuyện sẽ lên. Tôi thề với ông là em Dung dám làm mọi chuyện lắm. Chẳng thà mang tiếng với đám phóng viên lôm côm ở tòa soạn còn hơn phơi áo với cấp trên. Ông ấy như thế là khôn đấy. Nhưng thú thực, một người khôn ngoan và nhiều tham vọng như ông ấy mà lại để cho một cô em chân dài chả mấy hấp dẫn dắt mũi thì cũng lạ. Không hấp dẫn với ông nhưng nó lại hấp dẫn với ông ấy. Chuyện tình cảm nó không theo một logic như chúng ta nhìn thấy đâu. Ai mà chả có gót chân asin, có đúng không nào? Mời anh Dung ạ. Theo ông thì liệu ông Lập có được ở lại thêm vài năm nữa không? Đây là câu hỏi bí ẩn nhất hiện nay. Ông Lập vốn là người có nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ cần thiết được thiết lập từ khi ông ấy làm cán bộ đoàn. Sau này lại làm báo, các dây dợ ràng buộc chặt chẽ hơn. Nhưng chính trị là thứ khó đoán nhất. Tôi đổ rằng lần này sẽ khó cho ông ấy, mặc dù ông ấy đã rào chắn hết cỡ rồi. Vì sao? Hết vận, cố mãi cũng chỉ đổ xuống sông xuống biển cả thôi. Sao biết là ông hết vận? Biết chứ sao không. Ông tính mà xem, cuộc đời của ông ấy từ khi bước chân vào đại học cho đến bây giờ luôn luôn thấy biểu đồ đi lên, chưa thấy xuống lúc nào cả. Nào là sinh viên xuất sắc, nào là cán bộ đoàn năng nổ, nào là vừa giảng dạy vừa tham gia phụ trách đoàn. Nói tóm lại là luôn luôn hồng, luôn luôn chuyên, rồi lại còn thăng cấp nữa chứ. Hình như trong cuộc đời ông ấy
chỉ có mỗi một lần phải phân vân lựa chọn khi hoặc là tiếp tục con đường học vấn, có nghĩa là xa rời con đường chính trị, hoặc là làm cái chân văn phòng, chuyên đi đón quan khách. Có điều kiện tiếp xúc với nhiều vị quan trọng, rất cần thiết cho con lộ về sau. Đương nhiên, ông ấy từ bỏ con đường thứ nhất. Tôi có được nghe kể lại lý do tại sao ông Lập được chọn thay tổng biên tập, và ông tổng biên tập cũ về hưu ngoạn mục như thế nào? Có gì đâu mà ngoạn mục. Khi đưa ra hai ứng cử viên là ông Lập và ông Nguyễn Sinh thì lúc đầu lợi thế nghiêng về ông Nguyễn Sinh, bởi vì trình độ học vấn của ông ấy hơn hẳn. Nhưng cái ông Sinh này bộc lộ một điểm yếu chết người là yêu thích thơ văn, tự lực văn đoạt. Mà chính ông cũng thế đấy. Hả? Ông cũng có những phẩm chất ấy đấy. Cẩn thận. Kể tiếp nhá. Nhân cái cơ hội ấy, ông Lập tiếp xúc được với cụ Văn Kỳ và chỉ nói về lòng trung thành thôi, cấm có đả động gì đến chuyên môn tranh cử. Thế là ông ấy được đặt vào cái chỗ mà chỉ có lòng trung thành thôi. Khánh này, bài tuần này em đã viết xong chưa? Xong rồi đây, chị xem lại giúp em với. Thôi được, bài này cứ để chị đọc cho. Chị đang dự định tuần này bọn mình sẽ làm một phóng sự về gu mới trong cuộc sống hôm nay như thế nào. Em đồng ý không? À, được thôi, nhưng chị định nhắm vào đối tượng nào? Thanh niên, trung lưu hay là những người có thật nhiều tiền? Điều đầu tiên chúng ta phải nhận thấy là những người thật nhiều tiền thì hay chọn một cách sống khôn ngoan, ít phô trương. Thậm chí hàng hóa còn được nhân viên bán hàng mang đến tận nhà, nên khó có thể biết được tầng lớp nhiều tiền này. Nhưng thanh niên thì lại khác. Họ hay phô trương về cách tiêu xài của mình. Ta sẽ thử đi dạo quanh các cửa hàng bán đồ đắt tiền. Ví dụ như tivi tinh thể lỏng 11.000 đô, rồi một bộ ghế sofa của ngoại 3-4 nghìn đô, rồi một chiếc điện thoại di động 11-12 triệu đồng. Đấy, phải nhìn vào thu nhập bình quân đầu người ở nước ta thì mới biết được sự tiêu xài đó xa xỉ đến mức nào. Đúng vậy đấy chị ạ. Bây giờ đi đâu người ta cũng nhắc đến đồ hàng hiệu. Nào là xe hơi đời mới này, đồng hồ Thụy Sĩ này, nội thất ngoại, thậm chí cả đồ lót của Pháp, Italia, rồi toilet điều khiển từ xa của Nhật. Không biết tiền đó ở đâu ra chị nhỉ? Đó cũng là mong muốn mà chị muốn đề cập tới trong bài điều tra sắp tới này. Em sẽ cùng làm với chị chứ? Đồng ý. Ừ, cứ thế nhá. Vâng. À chị ơi. Gì thế? Hôm nay chị thấy anh Vịnh đến tòa soạn chưa? Hình như anh ấy đi phỏng vấn thì phải. Thế em có việc cần gặp anh ấy à? À không, thấy vắng thì em hỏi thôi ạ. À? Này, sao không nói thật lòng mình đi? Dạ, em có gì đâu ạ. Vĩnh! Vĩnh ơi, đây cơ mà! Ông chẳng khi nào đúng giờ cả. Ông cả, cất tranh cái xe. Dạ vâng ạ. Nào, dạ, em lên đây. Đi vào đây. Em chào anh ạ. Xinh thế. Ê, lên đây, trên gác. Ông vào đây. Ông ngồi xuống đây. Giới thiệu với em, đây là anh Vĩnh, trưởng ban văn nghệ báo Tiếng Dân. Giới thiệu với ông, đây là em Tuyết Nhung, ca sĩ kiêm người mẫu, diễn viên. Em chào anh ạ. Rất hân hạnh. Hy vọng rằng hai người sớm trở thành đôi bạn thân. Hôm nay có việc gì mà ông mời tôi ra đây?
Lâu không gặp thấy thiếu thiếu vậy thôi. Kế Nhung. Dạ, mời anh dùng khăn ạ. Cảm ơn. Tôi mà lại lấp đầy cho ai đó được à? Ai mà chả có một giá trị nào đó với bạn bè. Nếu không họ đã không mất thời gian để chơi với nhau. Đúng không Nhung? Dạ. Em mời anh ạ. Cảm ơn. Em mời anh. Cảm ơn em. Nào, nâng cốc. Mời anh. Xin mời. Em mời anh. Công việc của anh dạo này thế nào? Vẫn thế. Vẫn đi làm thuê. Sao? Một ông bầu ca nhạc khét tiếng thế mà lại đi làm thuê à? Nếu mà ông hiểu công việc của bọn tôi thì ông không hỏi như thế. Thời làm mưa làm gió của các ông bầu ca nhạc qua rồi. Bây giờ ấy, các doanh nghiệp đứng ra làm ca nhạc khách hàng. Thế là sao? Chính báo chí của các ông chả luôn kêu ca than phiền hộ các ông bầu về các xe cao ngất trời của ca sĩ là gì. Nói thật nhá, đố có hạ giá xuống được đấy. Mà này, đừng có đổ lỗi cho thói đỏng đảnh của các cô ca sĩ. Đúng không Nhung? Em đã là sao đâu mà dám bàn chuyện lớn hả anh? Nhưng anh Vĩnh ạ, quả thật bọn em cũng bị oan nhiều lắm. Đôi khi chỉ vì ghét một ông bầu nào đó, không muốn nhận lời biểu diễn, đã hết một cái giá trời ơi để từ chối, ngay lập tức được tung lên báo chí và coi đó là thói chảnh chọe của bọn em. Nhưng mà rõ ràng có sự mặc cả giữa các cô và ông bầu về giá cả chứ. Thôi, ta nói chuyện khác. Ăn đi, ăn đi ông. Ăn đi em. Dạ. Mời ông. Rồi. Ông biết không, đã là thị trường ấy thì thuận mua vừa bán. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói với một khía cạnh khác. Góp phần để các xe lên cao ấy là có công lớn của các doanh nghiệp. Khi họ dùng sân khấu ca nhạc để quảng cáo thương hiệu hàng hóa của họ, nếu tính về hiệu quả kinh tế thì cách làm này hay hơn nhiều so với làm clip quảng cáo. Và đương nhiên, khi họ bỏ tiền ra, họ sẽ can thiệp sâu vào chuyên môn, như là mời ca sĩ nào, chương trình nào. Thậm chí họ còn chấp nhận đưa ra một khoản cát xê cao ngất trời, cốt là để kéo một ngôi sao nào đó từ chương trình khác. Mà ông thấy rồi đấy, khi giá đã lên cao rồi, khó mà hạ xuống được. Nói tóm lại là tất cả những người tạm gọi là làm nghệ thuật đều đi làm thuê cho các doanh nghiệp à? Ông hiểu đúng vấn đề rồi đấy. Đúng không em? Ông ăn đi. Ông khoái món gì để tôi gọi. Thôi thôi, thế có cách nào khác không? Chưa nghĩ ra. Đã từng có ý đồ khống chế giá trần cát xê của các ca sĩ, nhưng rồi cũng bại. Bây giờ họ cách phát ra mới, cát xê cũ cộng 10% thuế thu nhập. Chào thua. Nói tóm lại là nền kinh tế thị trường đang điều tiết rất đắc lực trên tất cả các lĩnh vực mà các nhà quản lý buông tay, đúng không? Tôi không biết. Mà thôi, uống bia đi nào. Nào, trời uống. Mời. Dạ, em xin lỗi ạ. Alo. Dạ. Thú thực với ông là tôi không để ý đến chuyện này. Đang định giới thiệu cho ông đấy. Bọn tôi đang định thổi thành sao. Hình thức tạm được, tiềm năng đủ dùng. Quan trọng bây giờ là công nghệ lăng xê. Ông giúp tôi một tay nhé. Tôi thì làm được cái gì. Viết cho tôi một bài. Này, cô ta vừa đóng vai chính trong phim truyền hình 10 tập đấy. Nhưng mà tôi có xem đâu mà viết. Ôi giời, ông nói cứ như là phóng viên mới tập sự ấy. Thế thì còn gọi gì là bạn bè nữa. Ông cứ viết một bài phỏng vấn quanh vai diễn ấy. Nhưng mà tôi phải biết về kịch bản thì mới hỏi han được chứ. Tôi sẽ gửi cho ông kịch bản tóm tắt khoảng 3 trang.
Ông cứ quanh đó phiên phiến mà hỏi. Ông là chơi khó tôi rồi đấy. Thôi thôi thôi, tôi không giúp được việc này đâu. Hai anh đang nói chuyện gì vậy? Em có làm phiền không đấy? Không, em ngồi xuống đây. Dạ. Bọn anh đang bàn cái đêm biểu diễn sắp tới của em ấy. Vĩnh, quay lại đây. Sắp tới cái đêm bọn tôi tổ chức biểu diễn từ thiện ở báo của ông ấy, tôi mời Tuyết Nhung biểu diễn đêm hôm đấy. Tôi hy vọng rằng Tuyết Nhung sẽ tỏa sáng cho ông thấy. Nhưng mà ông phải giúp tôi đấy nhá. Đấy, anh nói tiếp nhá. Điều tối kỵ của một người phóng viên là không bao giờ để bộ mặt lúng túng trong bất kỳ một tình huống nào. Ví dụ lúc nãy anh thử mời em đi chơi, có thể em hơi ngạc nhiên, nhưng chắc chắn là em rất thích thú là đằng khác, có đúng không nào? Không quan trọng, với anh điều đó không quan trọng. Anh chỉ muốn nói ngay cả lúc em thích thú nhất, em cũng phải bơ đi, phải biết giấu cảm xúc của mình vào trong lòng. Nhưng sao phải thế hả anh? Đây đây, đi đường này nhé. Người dễ cảm xúc thì rất dễ để lộ cảm xúc, để cho người khác, người ta khai phá, người ta lợi dụng mình. Và nghề báo của mình luôn luôn là phải chủ động, tỉnh táo trong mọi tình huống. Ta là người khai thác, chứ đừng để họ biến ta thành đối tượng chú ý. Nhưng mà nói như anh thì dễ, làm thì khó lắm. Phải rèn luyện, đến mộng mơ còn phải rèn luyện hàng ngày nữa cơ mà. Thằng cha nào nói nhỉ? À, thằng cha Vĩnh, ngẫm đúng giả phết. À, anh ơi. Em nói đi. Anh có bí quyết nào không? Có chứ, nhưng bí quyết không thể nói bô bô cho người khác được, và kinh nghiệm lại càng không thể dùng chung. Ai cũng có kinh nghiệm riêng của mình, và cũng không thể dùng mãi được đâu. Anh nói cứ rối mù, em chẳng hiểu gì cả. Sao lại thế? Thế học ở trường em có học giỏi không? Hả? Đại loại là nếu mà em muốn làm nhà báo thì em luôn phải tỉnh táo, chủ động trong mọi tình huống. Em phải dồn người ta, ép người ta, đừng để người ta lật lại và dồn ép bài mình. Và anh còn muốn nói với em là mình còn có cái e văn học nữa, e cảm xúc nữa. Nhưng mà anh ơi, em đến giờ phải vào trường rồi. Không, anh không, chào không, anh ạ. Em phải ở lại đây, phải ở lại đây. Anh muốn nói với em rất nhiều điều, anh muốn truyền đạt mọi kinh nghiệm báo chí của anh cho em. Nhưng mà bây giờ em bị muộn giờ, thôi khi khác em chào anh ạ. Mơ màng gì thế? Tương tư đến cô nào à? Bậy nào. Anh bỗng nhớ lại một chuyện buồn cười quá. Có kể cho em nghe được không? Được chứ. Nhưng mà này, khi nghe xong không được bảo anh nói bậy đâu đấy nhá. Đây là loại chuyện tiếu lâm mặn chát đấy. Phải cho anh nói thẳng, nói thật, không chơi nói tắt. Thôi đi ông ơi.
Hình như các ông không nghĩ bậy, không nói bậy thì không chịu được hay sao? Chịu thì chịu được, nhưng mà nhạt miệng. Mà nhạt miệng em biết giống ai không? Giống ai? Giống đàn bà bị ngén. Này, đừng có đổi tiếng xấu cho đàn bà nhé. Úi ơi, chả biết ai nhạt miệng. Mà nhạt miệng thì chỉ thích ăn thôi. Ăn từ đầu chợ đến cuối chợ. Bao nhiêu hàng quà là kiểm duyệt hết. Thế anh có nhớ lúc em có mang bé Tú, em ngén gì không? Nhớ chứ, phở. Lúc nào cũng thèm phở. Thế mới lạ chứ, chẳng giống ai cả. Bây giờ nghĩ lại em cứ thấy ngượng ấy. Về thôi anh. Hay mình vào quán phở đi. Em vẫn no mà. Anh không thấy đấy à? Em vừa ăn một đĩa cơm rang to tướng. Nhưng em có chịu được không? Nghe nói ngén ngẩm cái gì là khó chịu lắm cơ mà. Em chịu được. Đi. Đi. Anh biết không? Hôm đấy em thèm phở tưởng như không chịu được. Đứng ngửi mùi phở bay ra mà không còn biết gì nữa. Mặc cho mọi người ra vào nhìn em như nhìn động vật quý hiếm ấy. Đến anh còn lấy làm lạ vì gương mặt ngây dại của em lúc đó nữa là... Đàn bà ngén lắm chuyện giờ hơi thật đấy. Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy ngượng. Em nhớ lại chiều hôm đấy đi làm về, anh đưa em đi ăn phở. Ăn hết phở xào đến phở nước. Mà cả ngày hôm đó anh kiếm đâu ra tiền ấy nhỉ? Ui, cả ngày hôm đấy anh chả làm được cái gì cả. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nung nấu làm sao có ngần ấy tiền. Chiều về khao em một bữa phở thật hoành tráng. Thế quan trọng là lấy đâu ra tiền, anh nói đi. À, anh có một anh bạn làm đầu nậu sách. Tự nhiên hôm đó đến chơi kể là bí người sửa Morat. Thế là anh nhận lời luôn với điều kiện là phải ứng tiền trước. Thế thôi. Sao ngày đấy khổ thế anh nhỉ? Nếu bây giờ cho quay lại ngày xưa, chắc là chết mất. Con người ta kỳ lạ lắm em ạ. Khi chưa gặp thì nghĩ rằng mình khó mà vượt qua nổi chuyện này chuyện kia. Thế rồi người ta vẫn sống hết cả cuộc đời với biết bao nhiêu sự chịu đựng. Thế anh có đang phải chịu đựng em cái gì không đây? Kìa anh. Em vừa nói cái gì nhỉ? Hôm nay tôi biết là có một số đồng chí đi công tác và một số cũng bận việc nhà, nhưng tôi vẫn buộc lòng phải triệu tập cuộc họp này bởi vì có một số vấn đề cấp thiết cần phải bàn. Sau đây tôi sẽ đi họp với anh Văn Kỳ, vì thế cho nên tôi sẽ nói nhanh gọn trước khi đồng chí Quốc nói về những bài vở của số báo tới. Trưởng ban tài sự đâu nhỉ? Dạ em đây ạ. Sao cậu cứ đến muộn thế? Dạ báo cáo chút kinh nghiệm nhé. Vâng ạ. Ban tài sự chú ý này, sắp tới ban tài sự chuẩn bị để phân công các phóng viên đủ đi theo phối hợp công tác với các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhân dịp cuối năm, nhớ chưa? Mà trên đây tôi cũng xin nhắc nhở, có nhiều bài báo viết sơ sài quá, nó không khác gì cái kiểu những cái tin bao diêm là mấy. Cần phải có các bài tổng thuật về các cuộc nói chuyện, phát biểu, chuyến đi. Tôi xin cắt lời tổng biên tập, ban thời sự chúng tôi rất ít người, mà các đoàn công tác thì lại rất đông. Lắm lúc chúng tôi cứ như chạy xô ấy.
Tôi e rằng các chuyến đi đều đòi hỏi cặn kẽ như lời tổng biên tập thì quá sức đối với họ. Tôi không biết, đấy là vấn đề tổ chức của các anh. Cộng tác viên ở đâu? Hãy lôi họ vào cuộc. Trên vừa mới nhắc nhở chung các báo chúng ta về vấn đề chống tiêu cực. Vạch ra cái xấu thì dễ, nhưng chỉ ra hướng khắc phục mới khó. Vì vậy cần đòi hỏi tính tiên phong của báo chí, đưa thêm một hiện tượng tiêu cực. Cần phải chú ý tác động của nó đối với xã hội, tránh tình trạng nói lấy được. Tất cả các ban, thời sự, chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội cần lưu ý vấn đề này. À mà, anh Vĩnh này. Dạ. Nên chấm dứt bàn luận về cách quy định ăn mặc của các ca sĩ và các bài hát lưu truyền trên cả nước. Đã gọi là quy định thì nên chấp hành, bàn nhiều quá sẽ gây tâm lý nhờn với pháp luật. Tôi xin ngắt lời tổng biên tập. Tôi cho rằng tất cả những quy định đều do con người nghĩ ra, nhưng ai dám đảm bảo rằng tất cả những suy nghĩ của con người bao giờ cũng chuẩn xác? Thực tế nước ta bao lần thay đổi các quy định này quy định nọ. Mọi việc nên được dân chủ bàn bạc thì mới tìm ra cái bất cập để mà tìm cách khắc phục. Nếu bất kỳ quy định nào đưa ra cũng được chấp hành nghiêm chỉnh ngay thì hậu họa sẽ nảy sinh về sau, khi các quy định đó không còn phù hợp với thực tế nữa. Nhưng bàn bạc như thế là đủ rồi. Đây là việc riêng của ngành văn hóa, chúng ta không thể làm thay họ được. Không, tôi không nghĩ như thế. Không thể gọi đây là một trách nhiệm riêng của ngành văn hóa được, bởi vì nó liên quan đến nhiều người, những người có quyền dân chủ bình đẳng với những người làm ra những quy định đấy. Alo, đang họp, tí gọi lại sau nhé. Đề nghị cô Dung tắt điện thoại và ra ngoài cho. Thật ra thì tôi không có ý định biến cuộc giao ban hôm nay thành cuộc tranh luận về thủ tục hành chính của nhà nước và quyền công dân. Tôi... Vâng, xin lỗi, tôi cũng không có ý định đấy. Nhưng chúng ta không được né tránh tất cả những gì liên quan đến cuộc sống con người, quyền làm người, nhất là chúng ta cầm bút viết về họ, nói hộ họ. Cái theo tôi nên hạn chế là những bài viết chung chung phản ánh những cuộc viếng thăm, chỉ đạo của các lãnh đạo. Đường lối thì các cơ quan ban ngành nào cũng có, thậm chí còn được quán triệt xuống tới tận tổ dân phố, ai cũng biết. Điều mà bạn đọc quan tâm là những vấn đề nảy sinh, những vấn đề tồn tại ở cuộc sống đang rất có nhiều biến động cần phải giải quyết. Thôi thôi thôi, được rồi. Hôm nào tôi sẽ đề nghị tổ chức riêng một diễn đàn để cho anh Vĩnh trình bày những bức xúc của mình trước chúng tôi. Hôm nay còn rất nhiều vấn đề tôi cần giải quyết, cho nên xin lỗi anh nhé. Anh Vĩnh ngồi xuống. Tôi chấm dứt vấn đề tranh luận này. À đây, còn một vấn đề nữa. Tôi xin có ý kiến ạ. Hả? Tôi muốn xin ý kiến chỉ đạo về loạt bài của anh Sắc đã nộp lên tổng biên tập. Bài nào nhỉ? Bài phóng sự điều tra về công ty vận tải biển bị chiếm dụng vốn. Tôi đang đọc, nhưng chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Công ty vận tải ven biển là công ty của nhà nước, chúng ta cần lên tiếng bảo vệ họ. Nào, có ai thắc mắc gì nữa không? Thế nào, có ai đề xuất hoặc có ý kiến gì nữa không? Bây giờ tôi đi vào vấn đề mới nhé. Ấy chết, đến giờ tôi phải đi gặp anh Văn Kỳ rồi. Anh Quốc, đây. Bây giờ anh Quốc sẽ thay tôi nói sơ qua về nội dung và yêu cầu của số báo tới. Tôi phải đi đây, muộn quá rồi. Những lợi thế của em ấy là một gương mặt rất khả ái, một nước da trắng ngần, một giọng hát mượt mà và rất thâm đãng. Anh này, ai nói thế? Anh nói nghiêm túc đấy, rất thật. Là nhà báo hay nhà gì tí nữa cũng là đàn ông, là máu. Đấy, anh ta đến đấy. Đúng rồi, em chuẩn bị đi, nhanh lên. Ai chết, lên đây. Tôi biết tâm tính anh không thích chuyện này, nhưng mà Tuyết Nhung hoàn toàn xứng đáng với ngòi bút của anh. Tôi đã bàn với vài ba đạo diễn trẻ, đẩy cô ta thành ngôi sao điện ảnh hay truyền hình.
vì cô ta có tố chất của một ngôi sao. Và những kẻ cầm bút như chúng tôi trở thành gió để thổi cô ấy bay lên. Ôi, phải không? Ông phải bỏ khỏi đầu cái quan niệm sai lầm về công nghệ lăng xê ấy đi. Ông phải biết điện ảnh hay truyền hình bây giờ là một nền công nghiệp hái ra tiền. Vì vậy không thể không có vai trò của marketing. Thôi, nhìn cái gì? Tôi nói thế không phải coi thường Tuyết Nhung đâu. Thậm chí tôi còn rất yêu cô ấy. Nhưng khi bước vào lĩnh vực kinh doanh giải trí thì phải biết những việc mình cần làm, chỗ đứng của mình và mình phải làm gì. Thôi, vào đây. Nhung, Nhung ơi. Dạ. Giới thiệu với ông, đây là em Tuyết Nhung. Dạ. Tưởng ai, chúng ta đã biết nhau rồi nhưng không cho nên không cần phải khách sáo gì nữa. Tôi có ý kiến thế này. Hôm nay tôi có rất ít thời gian, cho nên tôi với cô Nhung sẽ vào việc luôn. Không cần phải rượu bia hay nước nôi gì đâu nhé. Ta bắt đầu nhỉ. Anh này, thế bây giờ em phải làm gì? Ôi giời, em cứ làm nhanh đã dặn đi. Em sợ lắm, em có biết gì đâu. Ông cứ ngồi đây tự nhiên nhá. Tôi lên mèo cho đối tác một tí. Giờ tôi sướng ngay. Vào đi, đừng sợ. Xin lỗi, cô Nhung đồng ý để tôi ghi âm chứ? Vâng, mời anh. Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ các bộ phim mà cô Nhung tham gia hay với tư cách ca sĩ, người mẫu? Anh hãy bắt đầu từ chỗ cần phải bắt đầu. Vậy ta hãy bắt đầu từ câu hỏi thông thường nhất. Ví dụ, tại sao cô lại lựa chọn con đường nghệ thuật đầy chông gai này? Em thấy là con người ai cũng thích một thứ nghệ thuật nào đó. Các anh là dân trí thức, các anh thích thứ nghệ thuật cao siêu nào em không rõ. Nhưng chỉ cần những bài hát mà các anh hay gọi là xến, là bình dân, cũng đủ làm sao xuyến hàng triệu trái tim những cô gái như chúng em. Ông bà em thì thích trèo tuồng ả đào, cha mẹ chúng em thì thích những bài hát thể loại nhạc đỏ. Vậy chúng em thích những bài hát nhạc trẻ về tình yêu thì sao nào? Chả sao cả. Đúng thế. Vậy thì con đường vào nghệ thuật sẽ mở cửa cho tất cả những ai yêu thích nó, phải không anh? Đúng. Nhưng yêu thích là một chuyện, còn theo đuổi nó là chuyện khác. Nó đòi hỏi phải có năng khiếu. Có năng khiếu hay không thì phải theo đuổi rồi mới biết chứ. Em có thể thất bại, nhưng em đang mơ ước và cố gắng thực hiện mơ ước ấy với tất cả nỗ lực của mình. Và bằng mọi giá. Bằng mọi giá. Có thể anh sẽ đánh giá em vì việc này, nhưng tại sao em không thể làm như vậy khi tất cả mọi người đang hành động như vậy? Các doanh gia bằng mọi giá phải thu được lợi nhuận. Người cầm bút như các anh bằng mọi giá phải lập được danh bằng tác phẩm. Các chính trị gia bằng mọi giá phải ngồi vào cái ghế mà họ đang nhằm tới. Xã hội đã tạo cho em một suy nghĩ rằng đàn bà có nhan sắc là đã có một tài sản và một tài năng rồi. Em đang nắm trong tay một tài sản không nhỏ và một tài năng trời cho. Vậy thì tại sao em không sử dụng nó để sinh lợi nhuận chứ? Và làm người mẫu, ca sĩ, đi đóng phim là cách sử dụng những tài sản và tài năng đó chứ? Đúng thế. Có cách nào khác nữa không? Này, anh không có ý định xỏ xiên em đấy chứ? Hoàn toàn không. Hiện nay cuộc nói chuyện của chúng ta đang rất cởi mở, và tôi rất ấn tượng với sự cởi mở này nên mạn phép hỏi vậy. Cảm ơn anh. Nhân tiện đây em cũng mạn phép muốn hỏi anh một vấn đề. Tất cả các hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng mà theo như dân nhà báo các anh viết thì đều là những người rất hay ho, tài năng. Nào là giám đốc công ty này nọ, nào là đi du học nước ngoài, kinh doanh thành đạt này. Vậy thực chất nên hiểu việc này như thế nào? Cũng có thể có người trong số họ có tài thật. Em đồng ý. Vậy những người còn lại thì sao? Anh không dám cởi mở với em mà. Thôi được, em thông cảm cho cái nghề nghĩ năm trước nói năm sau của anh. Thực chất thì ai cũng biết, cũng hiểu phía sau nó là gì. Nhưng vấn đề là chẳng ai dám nói ra, hoặc chỉ dám nói ra quanh bàn bia hơi, rồi bỏ hầm, thịt chó mắm tôm, nơi massage sông hơi vớ vẩn. Họ làm được, vậy tại sao em không làm được? Nói tóm lại là, theo ý em, người đàn bà có nhan sắc mà không sung sướng, không thành đạt là lỗi tại họ. Đấy là anh nói chứ không phải là em đấy. Mà
Công nhận cũng có như thế thật. Thậm chí có những người thô lỗ bảo em là ngu. Em hoàn toàn không muốn mình bị nói như vậy. Em muốn thành đạt như bất cứ một người đàn bà có nhan sắc nào. Em cũng rất biết là không có các anh thì chúng em khó thành công lắm. Vậy thì anh sẽ giúp em chứ? Được không anh? Từ sáng đến giờ có mấy người đến hỏi anh đấy. Họ có nhắn lại gì không? Hình như nhìn em có vẻ khó tin hay sao mà khi hỏi có nhắn gì không, họ đều xua tay và nói là sẽ gọi điện cho anh sau đấy. Thế thì chắc là có việc gì quan trọng họ muốn nhờ anh. Một là rủ anh đi buôn bán ma túy cùng chẳng hạn. Hoặc là không có gì để nói. Chắc vậy, nhưng cũng có một việc rất quan trọng, không thể để cho ai biết được. Việc gì vậy? Âm mưu lật đổ ghế tổng biên tập, để cho anh ngồi vào. Em mới về gần tháng mà cũng biết chọn miếng rồi đấy. Em đang cố học hỏi anh và chị Phương một cách cơ bản, toàn diện và vững chắc. Tốt, thế bài vở thế nào rồi? Em đang viết bài về cuộc tranh chấp kịch bản giữa đạo diễn và tác giả. Và có phải cái vụ cả hai bên đưa nhau ra tòa không? Đúng đấy ạ. Hòa giải không được nên họ quyết định đưa nhau ra tòa. Anh nghĩ chả tòa nào xử được đâu. Sao thế ạ? Bởi vì cả hai người có nhận mình có lỗi đâu. Cái khó là ông tác giả có quyền viết bất cứ cái gì mà ông ấy nghĩ, ông ấy muốn. Còn ông đạo diễn thì tiếp nhận kịch bản theo nhận thức của ông ấy. Mà đã là nhận thức thì cãi nhau đến bao giờ. Thế phải xử thế nào bây giờ? Chả thể xử được đâu. Nhưng nếu gọi là có lỗi thì là người trao giải thưởng cho kịch bản đó. Nhưng người trao giải thưởng cũng có lý của họ, vì họ thấy xứng đáng. Nói như anh thì hòa cả làng à? Thì đó là cách đối nhân xử thế thường gặp bây giờ mà em. Nhưng còn chất lượng kịch bản, chất lượng bộ phim đó, phải có một tiêu chí nào đó để đánh giá về nó chứ. Cái đó để cho khán giả phân xử em ạ. Nhưng nếu khán giả không đến rạp thì phán xử nỗi gì? Rồi còn bao nhiêu tiền của nhà nước đổ ra, đâu phải để xếp xó. Chết. Mãi nói chuyện với em, anh quên mất là mình có một cuộc hẹn quan trọng. Lúc khác mình nói chuyện với nhau nhé. Đừng buồn nhé cô bé. Em chào thầy ạ. À, chào chào Pháo. Sao hôm nay lại đường đột đến thăm tôi thế này? Em đến xin lỗi thầy. Bài phỏng vấn không dùng được ạ. Ê, không sao. Vào nhà đi. Dạ. Đi. Chuyện vặt đi mà. Thưa thầy, ông tổng biên tập đề nghị sửa một số câu. Nhưng em bảo hoặc là đăng hết, hoặc là bỏ. Anh làm thế là đúng đấy. Nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì còn đâu là sự thật nữa. Thôi bỏ đi, ngồi xuống đây uống với tôi chén rượu đã. Dạ.
Thầy đang viết về đề tài gì đấy ạ? Viết nghiên cứu thôi. Mà cứ để đấy, lúc nào yên cũng được. Có bí mật không hả thầy? Anh đừng có tìm cách khai thác tôi đấy nhá. Cứ coi thân này bây giờ như là thứ quặng bỏ đi thôi. Cái gì thầy bỏ đi thì em xin. Xin hết ạ. À, dạ. Kính chúc sức khỏe thầy ạ. Tôi đang tìm hiểu về văn hóa tham nhũng. Nó là văn hóa có cội nguồn đấy anh ạ. Mà đã là văn hóa thì khó chống biết chừng nào. Hay nhỉ. Văn hóa tham nhũng ạ. Tìm hiểu kỹ, cái gì cũng có nguồn gốc văn hóa cả đấy. Ví dụ, bao nhiêu năm người ta khinh bỉ thương mại, khinh bỉ các nhà buôn, khinh bỉ đồng tiền, tôn vinh đời sống an bần lạc đạo, thả sống thanh bần để giữ lấy tiếng thơm. Thế mới có sự tổng kết. Sĩ, nông, công, thương, anh thương gia bị xếp hàng thứ bét. Nhưng hình như chỗ này Khổng Tử đã bị hiểu sai. Ông chỉ nói rằng người quân tử nên mưu tìm học đạo, chứ không nên mưu tìm miếng ăn. Vâng. Học để ra làm quan, làm quan thì có bổng lộc. Chính Khổng Tử cũng rất ham phú quý. Ông bảo phú quý mà cầu được thì dù phải cầm roi đánh xe ngựa ông cũng nhận cơ mà. Thời nào cũng vậy, có hai loại người giàu có: làm quan và thương gia. Thương gia thì dễ hiểu, đó là loại người làm giàu cho xã hội nhưng lại bị coi thường, bị cho là loại người vô đạo đức. Thế mới nảy sinh ra tư tưởng cho rằng đồng tiền là bẩn thỉu. Khi người ta vừa thích tiền lại vừa lên án nó, sẽ tạo ra thói đạo đức giả. Không ai muốn làm nhà buôn, chỉ muốn học cao, đỗ đạt, làm quan. Làm quan thì phú quý, có tiền. Vậy chỉ có tham nhũng. Dạ, thầy nói thật chi lý ạ. Em xin mời thầy. Thực ra anh gửi Khánh cho ông Vĩnh là đúng người rồi đấy. Đó là một người có nhân cách trong số các nhà báo. Phải tội ông ấy cứng nhắc quá. Mà phàm một lỗi, cái gì cứng quá thì lại khó chuyển. Nào, thì cánh nhà báo tôi chỉ biết mỗi ông ấy, giờ mới vinh hạnh biết thêm ông. Tôi nghe con Khánh nhà tôi khen ông mà viết điều tra phóng sự thì không ai qua mặt được đâu. Thích thật đấy, làm việc với chú cháu nhà anh bỗng dưng tôi trở thành người nổi tiếng. Thôi nhỉ, chúng ta vào việc luôn đi. Chuyện là thế nào? Có một thương gia thuê tàu của công ty vận tải tàu biển bấy lâu nay, nhưng bây giờ họ chây ì không chịu trả, đòi thế nào cũng không được. Họ đang nhờ chúng tôi lên tiếng hộ. Vậy theo anh nên thế nào bây giờ ạ? Sao không nhờ trọng tài kinh tế? Cùng lắm thì đưa nhau ra tòa. Thôi, không được đâu. Họ sẽ tìm cách đối phó ngay. Có khi chưa được vạ, má đã sưng rồi. Thôi được. Trước đây có một số doanh nghiệp làm đơn đề nghị chúng tôi vào cuộc. Nếu có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm dụng vốn, tất nhiên khi chúng tôi vào cuộc thì mọi việc sẽ khác. Nhưng phải xem vụ này có dấu hiệu lừa đảo không đã. Chuyện đó dễ thôi mà. À bà này, có lẽ là công ty vận tải tàu biển cũng phải nhờ các anh giúp cho một tay, thì may ra mới thu hồi được công nợ. Ơ, ông định biến chúng tôi thành những người đòi nợ thuê đấy à? Không được đâu. Ấy chết. Ai chết?
anh không được nói như vậy và cũng không được hiểu như vậy. Ý tôi nói là rõ ràng các anh là người đại diện cho pháp luật. Chính vì thế có anh dính vào vụ này thì mọi việc sẽ trôi chảy hơn rất nhiều. Thôi được, chúng ta sẽ bàn việc này sau. Tôi phải nghiên cứu kỹ hồ sơ đã rồi sẽ trả lời sau. Vâng, nhưng mà phải nhanh lên nhé, vụ này gấp gáp lắm rồi. Còn việc cái con cháu Khánh ấy mà, anh cứ để tôi lo. Tôi sẽ bàn bạc cụ thể với con bé sau. Nhưng nhất định mọi việc cũng trôi chảy anh ạ. Ông nhớ đi nhá. Vâng, chăm sự tôi nhờ ông. Cả họ nhà tôi chỉ có mỗi mình nó theo đuổi nghiệp chữ nghĩa này thôi đấy. Anh yên tâm. Dạ, cháu mời bác mời anh vào trong này ạ. Không gian ở đây rộng ghê nhỉ. Bác ngồi bàn này nhá. Cảm ơn cô. Cháu mời bác ngồi đây ạ. Thầy ơi, có lẽ thầy cho mình ra ngoài kia ngồi cho nó thoáng. Thầy ạ, thế cũng được, tùy cậu thôi.